Xin chào các bạn, mình là Tùng. Hiện tại mình đang là nhân viên kinh doanh của công ty Vụt Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm của Vụt. Đó là khăn lau chuyên dụng microfiber. Là khăn lau này nó có thông số kích thước là 40x40cm. Nó có tính chất là hút nước rất là tốt và độ dai và mềm mịn, nó an toàn cho các bề mặt sơn cũng như bề mặt kính, thì nó đáp ứng được cái yêu cầu trong cái quy trình mà đánh bóng chuyên nghiệp. Thì để biết thêm cái hiệu quả của cái sản phẩm này thì tôi xin làm một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ để cho các bạn thấy được cái hiệu quả hút nước của nó như thế nào. Sau đây mình sẽ làm một thử nghiệm nhỏ với hai loại khăn, một loại khăn thông thường và một loại khăn là của Vụt. Trước đây mình đã chuẩn bị trước hai cái ly với hai mức nước bằng nhau để xem cái mức độ hút nước của hai loại khăn như thế nào. Và đây mình có hai mẫu khăn, một loại mẫu khăn thông thường và một loại khăn mẫu khăn của Vụt. Thì sau đây mình sẽ nhúng vào trong cái ly nước này để xem cái độ hút nước như thế nào. Đầu tiên mình sẽ nhúng cái loại khăn của Vụt nha. Thứ hai mình sẽ nhúng một loại khăn thông thường. Sau này mình sẽ lấy ra nha, để xem cái mức độ hút nước nó như thế nào. Đấy. Như các bạn thấy nè, một cái khăn của Vụt nó sẽ không, nó hút nước rất là nhiều nhưng nó không chảy nước ra, nó vẫn giữ nước ở đó. Còn trong khi khăn này nó chịu nước ra rất là nhiều. Vừa rồi mình cũng đã giới thiệu xong cái hiệu quả của khăn microfiber của Vụt qua một cái thử nghiệm nhỏ về cái độ hút nước của nó. Thì để biết thêm chi tiết về cái sản phẩm này thì bạn có thể truy cập vào trang web của công ty hoặc là số hotline của công ty. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này.